Chúng ta tiếp tục cái thời khóa và cái buổi hôm nay là cái cơ hội cuối trong cái khóa thiền này, sư có cơ hội để giải đáp các cái thắc mắc cho các quý. Thì tất cả những câu hỏi thì nó nhiều lắm, vô cùng vô tận. Thì tự mình có thể suy nghĩ, suy xét kỹ lưỡng thì cũng sẽ tìm ra được câu trả lời thích đáng, cái để căn cứ vào để có thể tìm ra lời giải đúng đắn đó. Thì cứ căn cứ vào, thứ nhất là trong pháp thực hành này đấy, thì các vị cứ căn cứ vào là đã thực hành đúng cái lời hướng dẫn, là chúng ta cần phải biết là chúng ta làm cái gì trong thực hành đấy nhé. Tôi đang nói đến cái thực hành thiền đó, cái niệm xứ đó, là cái gì, như thế nào, để làm gì, cứ soi vào mấy cái đó nó đúng chưa, mình đã theo được đúng cái đấy chưa. Đối tượng duy nhất của chúng ta trong thời điểm này là gì, chúng ta phải quan sát nó như thế nào, và để làm gì, cứ như vậy thôi. Nếu mà chưa đúng như thế tức là bị làm sao, làm sao thì sai, thì chỉ có cách là lại làm lại và làm cho nó đúng theo cái đó thôi. Chứ còn tất cả mọi sự nhắc đi nhắc lại một điều rất quan trọng trong khi thực hành là bất cứ điều gì xảy ra đều không quan trọng, chỉ có quan trọng là có nhận ra sự sinh diệt của nó hay không, nó đến nó đi hay không. Cái đó là cái quan trọng nhất. Chứ chúng ta không đi sâu vào những cái lý giải, phân tích, bình luận, đánh giá tất cả mọi cái hiện tượng đó, đó không phải là mục tiêu, mục đích của thiền minh sát. Mục tiêu, mục đích của thiền minh sát Vipassana là thấy rõ các hiện tượng đó, nó sinh ra và nó diệt đi, nó vô thường cho nên nó là khổ, nó khổ vô thường cho nên nó là vô ngã. Chúng ta không có làm gì được với nó cả. Và khi thấy được cái bản chất đó thì chúng ta mới làm sao buông bỏ được, mới không chấp thủ được, mới không bám víu vào được những cái thứ đó, thì chúng ta mới có thể ly dục ly tham giải thoát được. Và chừng nào chúng ta còn cứ bám víu vào, không biết là hôm nay tình trạng là xuất thần như này có hay không, đúng không, tốt chưa, đúng chưa, không quan trọng. Quan trọng là có ghi được, có ghi nhận được cái việc nó xuất thần hay không, nhẹ nhàng hay không, ánh sáng nó không. Đấy là những lúc thuận lợi. Thế còn những lúc khó khăn thì sao? Nó đau, nó nhức thì nó phóng tâm, nó hành hạ đủ các thứ, nó đến. Tất cả những suy nghĩ đấy, tất cả những hành hạ đó cũng đều không gì, không quan trọng. Quan trọng ở điểm nào? Biết rằng là đấy là hiện tượng, hoặc là thân, hoặc là tâm nó đang có mặt, nó đang sinh ra và nó lại diệt đi. Và như vậy, mà nó không phải diệt đi ngay, mà nó diệt đi xong lại sinh tiếp ra một cái mới, cũng lại gần gần như vậy. Cho nên ta có cảm giác là làm sao cái đau nó cứ còn hoài còn mãi, cái khổ nó còn hoài còn mãi, nhưng không phải vậy đó. Nó cứ sinh như diệt hết đấy, các suy nghĩ ưu phiền nó cũng hết loại nọ sang loại kia, hết những suy nghĩ này sang suy nghĩ kia, có phải vậy không? Có vị có thấy cái điều đó không? Đã thấy rõ cái điều đấy chưa? Có thấy nhưng mà nó chưa thường xuyên, thỉnh thoảng vẫn cứ mắc, đúng không? Thỉnh thoảng lại chạy đến hỏi sư, không biết con ngồi không? Nó cứ nghĩ hoài này, con phải làm gì? Hả? Con hết nghĩ chuyện này đến chuyện nọ, thì con phải làm gì? Theo các vị phải làm gì? Hả? Ghi nhận nó là nó có mặt, nó đến, nó đi đó. Đừng có để ý nội dung. Nếu mà để ý nội dung, người ta bị chìm nó vào trong đó. Nói rằng là đừng có để ý nội dung, đấy là cái lời mà nhắc nhở vậy thôi. Nhưng mà nếu quý vị quay lại được, thấy được cái sự sinh ra và diệt đi của mọi suy nghĩ, ý thức rằng đó chỉ là suy nghĩ, thì lúc đó tự khắc là chúng ta bị không bị chấm dứt mà không thèm chú ý nội dung của nó. Ngay lúc đó là quý vị đã buông cái nội dung ra rồi, và quý vị đã bám vào cái sự sinh diệt của nó rồi, và cái đó nó giúp cho quý vị giải thoát ngay lập tức tại cái sát na nó, tại cái thời điểm đó, khỏi cái sự hành hạ của cái tâm bất thiện đó. Và càng được nhiều, càng được mạnh, càng vững chắc thì cái sự thoát khỏi đó nó càng lâu hơn một chút, dài hơn một chút, tạm thời cái lúc đó. Cho nên cứ chánh niệm tỉnh giác liên tục thì thiền não nó không xâm nhập. Đức Phật dạy, nếu các vị muốn tự bảo vệ mình thì tứ niệm xứ cần phải được thực hành. Nếu các quý vị muốn bảo vệ người khác, tứ niệm xứ phải được thực hành. Các vị có muốn bảo vệ mình không? Có muốn bảo vệ người khác không? Bằng cách nào?
tứ niệm xứ phải được thực hành. Chúng ta đang thực hành nhưng nhiều khi nó chưa có kết quả mà chúng ta cứ mong một kết quả thì đó là cái thái độ không đúng đắn. Chúng ta cứ thực hành, cứ gieo nhân và quả nó sẽ tự khắc nó sẽ đến. Chứ ngay tại lúc đấy vừa mới gieo nhân xong chánh niệm, vừa nhẩm được một câu rằng là sân mà muốn nó có kết quả ngay, cho quả trái ngọt ngay, hết cả sân ngay lập tức tan biến 100%, không có chuyện đó xảy ra. Cái nhân nó mới được gieo thôi và nó cần phải có thời gian, cần phải có tích lũy trở thành sức mạnh, và nó sẽ trong tương lai nó sẽ ngăn chặn những cái sân hận tham trong tương lai dần dần. Chứ còn bây giờ tại thời điểm hiện tại nó là cái quả ta phải gánh vì những nhân thân trước ta đã tích lũy rồi. Bây giờ một người nói một câu gì đó mà ta làm sao bực mình đứng phắt dậy, đóng sập cửa hay là thậm chí quát mắng lại rồi phản ứng lại ấy, thì đấy là cái gì? Kết quả của những cái thời gian trước nó đã tích lũy mà mình không có nhận thức, không có ghi nhận được nó, cho nên nó đã tích lũy rồi. Từ một cái bất hài lòng, từ một cái lời nói nhẹ lúc trước, từ một cái gì đó mà không theo ý mình đã được lặng lặng mình đã tích lũy từ trước rồi. Cho nên bây giờ là cái giọt nước cuối cùng, khi gặp một cái câu nói đấy là làm sao? Ngọn lửa sân nó bùng lên, có vậy rồi. Và chúng ta ứng xử với cái ngọn lửa sân nó như thế nào? Hả? Bằng một hai cái niệm mà biến ngay là không có chuyện đâu nhé. Cũng như cái đau ấy, chúng ta niệm đau không phải là để biến cái đau gì đâu. Hả? Thân cũng vậy, tâm cũng vậy, cùng một bản chất như nhau. Chúng ta niệm không phải để nó biến đi, nó hết đi. Hả? Có phải vậy không? Nếu ai mà để hiểu cái thiền minh sát theo cái cách đó là hiểu sai nhé. Chúng ta niệm để làm gì? Nhắc lại, niệm để làm gì? Niệm thầm để làm gì? Hướng tâm vào cái hiện tượng đó, biết rằng là nó sao? Nó đang sinh, đang diệt đó, đang đến, rồi nó đến, nó sẽ đi đó. Chắc chắn là như vậy. Cái việc đầu tiên của chúng ta thiền minh sát Vipassana là giúp chúng ta nhận ra các hiện tượng đang có mặt, thân tâm đang hoạt động, có đau, có nhức, có lạc, có khổ, thân có lạc, có khổ, tâm có hỉ, có ưu. Đầu tiên nhận ra đó, rồi thì tất cả các mọi suy nghĩ, tâm tư, tình cảm khác nó đến. Đầu tiên chúng ta phải nhận biết là nó có. Sau khi đã nhận biết một cách rõ ràng và nhanh chóng biết có thì đồng thời ngay sau đó chúng ta có thói quen là chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra nó làm sao? Nó là thiện hay bất thiện. Khi đã nhận ra thiện hay bất thiện thì chúng ta cái lương tâm á, những cái thiện, cái trí tuệ, cái hiểu biết từ xưa nó tích lũy, nó sẽ có cách nó tìm ra cái lời giải. Thì đó là cái liên quan đến thực hành, là cái bị bám vào cái gì, what, như thế nào, how và for what, để làm gì. Thì các vị sẽ tự trả lời cho mình được các cái câu hỏi liên quan thực hành về thiền tứ niệm xứ nhé. Còn trong các cái hoạt động khác thì các vị cũng phải căn cứ vào cái lời dạy của Đức Phật, đem nó ra làm vũ khí, làm ánh sáng để soi đường. Các vị căn cứ vào đâu? Lời Phật thì các vị đơn giản, thứ nhất các vị căn cứ vào tứ niệm xứ, các vị căn cứ vào tứ thánh đế, dùng cái ánh sáng tứ thánh đế để như lý các ý, các hiện tượng nó có phù hợp với cái dưới ánh sáng của tứ thánh đế thì nó được xem xét như thế nào, nên nhìn nhận nó thế nào nhé. Và trong tứ thánh đế thì quan trọng là cái pháp thực hành là bát thánh đạo, các vị đem cái đó ra làm ánh sáng. Tôi lấy ví dụ, hôm qua sư đã nói một cái ví dụ mà hôm nay sư nhắc lại, chỉ nhắc lại thôi. Các vị thuộc lòng tứ thánh đế rồi, các vị đều biết đây là gì, tất cả mọi danh sắc đều là khổ vô thường, khổ vô thường vô ngã. Và Đức Phật có định nghĩa rất rõ ràng, thế nào là khổ, thế nào là khổ thánh đế. Đức Phật liệt kê ra 12 cái mục liên quan ấy, nó tất cả mọi cái khổ của con người nó không ra ngoài 12 cái mục đó nhé. Nó không ra ngoài, đặc biệt cái câu cuối cùng như là ngũ thuần là khổ, chả còn cái gì ra ngoài cái khổ đế đấy nữa. Thế nên chúng ta đã hiểu được thì chúng ta khi động chạm nó thì chúng ta bảo
chúng ta nhận thấy rằng là làm sao khi gặp phiền não, khi gặp khổ đau và chúng ta dùng ánh sáng của chân lý này chúng ta soi xét thì chúng ta sẽ thấy sao? Hả? Bản chất của nó là vậy đó. Tri kiến thật sự của chúng ta về hiện tượng nó là như vậy đó, nó đang thể hiện đó. Hả? Và chúng ta đồng thời ánh sáng thứ hai là muốn thoát khỏi cái khổ này, muốn hóa giải một cách rốt ráo cái khổ này đó bằng cách nào? Cái gì là nguyên nhân của nó, của cái khổ này, bất kể một hiện tượng khổ trên thân và tâm như thế nào, thì cái gì là nguyên nhân dưới ánh sáng của tứ diệu đế, thì cái gì là nguyên nhân? Hả? Là do chúng ta có mặt trên đời này này, được tái sinh như này. Mà cái gì làm ra cái sự tái sinh đó? Tham và vô minh. Có vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Cho nên bây giờ chúng ta chưa khử được ngay thì hãy xử nó một cách gì? Từ từ. Mà muốn khử được nó thì chúng ta phải minh sát, phải quan sát, xem các cái xúc chạm đối tượng nó trên tai, mắt, mũi, thân, ý đó. Cái gì nó vừa chạm phải? Âm thanh à, âm thanh phải gì đó? Dễ chịu à? Khó chịu à? Hả? Mắt nhìn thấy, vừa ý à, không vừa ý à? Hả? Lời tiếng nói, xúc chạm mùi đó, thơm à, thối à? Hả? Rồi miếng ăn đó, ngon à, không ngon à? Để ý ngay, nó gây ra xúc chạm thì có gì? Ngay lập tức cảm thọ, đi liền nó cảm thọ. Và khi mà đã cảm thọ thì làm sao? Khổ thọ thì chúng ta không ưa xua đuổi nó, sân hận nó mặc. Tức là chúng ta tham một cái đối tượng ngược lại cái đó, đúng không? Cũng là tham thôi, tham ngược cái yếu tố đó. Không thích cái điều kia, không thích cái điều ngược lại đó. Cái sân chẳng qua là cái ngược của cái tham của cái không được thỏa mãn, không được theo ý muốn cái tham của mình. Tham à, thì là sao? Là cái tham thì rõ ràng rồi, sân thì như vậy rồi. Còn cái mà không thấy được là tham, không biết nó là tốt hay là xấu hay là gì, đó là cái si nó đang có nào. Cái tham sân si nó có mặt như vậy là cái nhân tham nó đang có mặt ở đó, cái vô minh nó đang có mặt ở đó, nó làm cho cái gì, cái ái đó nó có mặt. Xúc chạm mà chúng ta không phân biệt được, không kịp theo dõi thì ít nhất cảm thọ chúng ta phải phân biệt được, phải nhận biết được. Xúc chạm cảm thọ mà các vị không nhận ra nó thì ngay lập tức tham ái hoặc sân hận vô minh có mặt ngay lập tức. Và khi đã có tham ái thì làm sao? Chấp thủ. Khi có chấp thủ thì sao? Hữu sẽ có mặt. Hữu có mặt thì sao? Sanh có mặt. Đã sanh ra thì sao? Sung sướng hạnh phúc không? Đã sanh ra thì chắc chắn là khổ đau, phiền não, kéo theo loạn. Chẳng có cách nào thoát được nó được. Chúng ta chỉ có thoát từ từ, dần dần, hạn chế bớt thì trong kiếp sống hiện tại thì làm một cách là làm giảm thiểu cái đó. Và đó là cái mà phương pháp mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Người đời không cần Phật giáo, người ta cũng làm theo cách đó nhé. Người ta tìm cách ăn uống, nghỉ ngơi, thỏa mãn các cái sắc thanh hương xúc pháp, người ta tìm mọi cách để thỏa mãn cái đó. Và người ta gọi đó là hạnh phúc. Người ta gọi là thoát khỏi đau khổ. Nhiều cái vị, nhiều vị hay đi tuyên truyền cái này mà người thích lắm. Chế tác hạnh phúc trong đời vấn hiện tại, cái đó là cần thiết, nhưng bám vào cái đó là chúng ta bị sai đường, tại cái đó chỉ là tạm thời. Cái đó là cần thiết nhưng mà chúng ta không cần bám vào cái đó nhé. Mà chúng ta cũng không tìm cách tự mình hành hạ mình, chịu đựng tất cả mọi thứ khi không cần thiết. Đấy là cái cực đoan thứ hai, là tự hành hạ, tự hành hạ khổ thân khổ xác này. Hai cái cực đoan này chúng ta đều tránh, đi vào trung đạo mới là đạo Phật, mới là đạo Phật đúng đạo nhé. Thế còn đa phần mọi người là chỉ đi thiên về cách trốn khổ, tìm cái vui, hóa giải nó bằng các cái thức ăn, thức uống, nghỉ ngơi, rồi thì ăn mặc sắc thanh hương vị xúc pháp thỏa mãn các sắc các quan. Cái đó chỉ là tạm thời trốn tránh, né tránh nó thôi. Chúng ta né tránh được thì tốt, nhưng mà nếu tránh xong thì thỉnh thoảng là không phải làm sao lo đó mặt ra và đối diện, mà tìm cách mà nhận diện nó, nhận diện cái bản chất. Thế trốn mãi chẳng trốn, chẳng có chỗ nào để trốn được. Trong khắp tam giới chẳng có chỗ nào yên lành để có thể trốn. Chúng có dù là an cư, an vui trong nó không có, chỉ có tạm thời thì có.
Thế cho nên ai mà muốn đi con đường rốt ráo thì phải nhận thức được điều đó. Còn những người nào chỉ muốn trong hạnh phúc, trong tạm thời, trong thế giới hiện tại thì đấy là chuyện của người ta. Và người ta mình cũng làm sao cũng hoàn thiện cho người ta, mong xong cho người ta làm sao đừng mất đi hạnh phúc đã có, ít nhất trong kiếp sống này. Kiếp sống sau thì chúng ta cũng chưa biết được, bản thân mình còn chưa biết, chúng ta biết kiếp sống người khác, đúng vậy không? À, vậy như là chúng ta như vậy, như vậy là dùng cái ánh sáng của thấy đây là bản gốc của khổ, nguyên nhân của khổ như vậy. Và quan trọng là nếu chúng ta tin vào Đức Phật, đặt niềm tin tuyệt đối trọng vẹn vào Đức Phật thì chúng ta sẽ hiểu rằng là Đức Phật dạy là có sự chấm dứt khổ đó chính là Niết Bàn. Tại vì nếu không có sự chấm dứt khổ đó, không có Niết Bàn, thì mọi cố gắng của chúng ta, mọi nỗ lực của chúng ta đều là vô ích. Nếu chúng ta không có niềm tin vào cái điều đó thì chúng ta sẽ không thực hành. Mà rất người ít người tin vào điều này, xin nói thẳng luôn. Người ta thấy cái gì nó xa rồi quá. Các vị toàn nói chuyện kiếp sau rồi để giải quyết tối thượng này nọ. Còn cuộc sống hàng ngày bao nhiêu khổ đau, con phải làm như thế nào? Nó cứ loay hoay mãi cái việc phải làm như thế nào để giải tỏa những cái khó khăn hàng ngày ấy. Các vị cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn hết ấy. Tại vì hết cái khổ đau này nó lại sang khổ đau khác. Hết trốn được một lúc thì nó lại sang cái thế. Không bao giờ nó dứt cả. Chúng ta có thể hạn chế nó, có thể né, có thể tránh tạm thời đó. Đấy là cái pháp Đức Phật cũng dạy để cho thực hành để né tránh những cái không cần thiết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phải né tránh để có điều kiện để mà hướng tới cái lâu dài, mục đích tối thượng. Và cái mục đích tối thượng này không phải bắt ai, bắt các vị phải theo luôn nhé. Các vị tự chọn cho mình, không có ai bắt các vị phải đi. Các vị tự chọn lên cho mình, các vị thấy khổ thì các vị chọn cho mình. Không có ai bắt các vị, không ép các vị. Các vị không tin không sao hết, chuyện của các vị, nghiệp các vị, cuộc sống của các vị, kiếp của các vị chịu hết. Chẳng có ai chịu thầy được các vị. Các vị không đi được, không tin được, làm theo cái này. Người này nói hay theo người này, ok, theo tùy các vị. Sư thì theo mỗi người duy nhất thôi, Đức Phật. Tất cả những thứ khác đối với sư tất cả hết vậy. Nhưng mà sư cứ tra vào từ điển, à không phải từ điển, kinh điển, để xem Đức Phật dạy như nào mà chưa chắc mình đã hiểu ngay, hiểu đúng đâu. Cũng là Phật dạy lên trong cái kiểu khác nhau. Mà hiểu khác nhau, mỗi người một kiểu, chả gì cả. Mọi người cứ linh linh đây là Phật nhưng mà hiểu theo cách của mình, diễn giải theo cách của mình. Mà khi thực hành sai như thế, càng về già về sau càng tu lâu càng mắc một điều. Nó không có đủ tỉnh táo, không có đủ tỉnh giác, không có đủ trí tuệ để phân biệt được cái hiểu của mình đó. Cũng là lời Phật dạy đâu nhưng mà hiểu sai, làm sai và dẫn đến kết quả sai. Mà muốn có biết kết quả sai không thì biết ngay dễ lắm, tiêu chuẩn rất dễ. Tham sân si nó cứ bớt dần như không. Chứ nói bớt dần như nhé thì đừng có hết ngay không có đâu. Nó có dần dần những cái chuyện này từ xưa đến nay mình hay mắc, bây giờ nó có bớt không? Phản ứng của mình nó có dữ dội không? Có ngay gắt như trước nữa không? Chỉ cần bớt đi một tí tức là có tiến bộ, còn nếu không nó cứ giữ nguyên như vậy đúng là chứng tỏ là cái tu của mình đang sai đường, chắc chắn là sai đường. Mà cái việc tu sai đường là chuyện thường sao? Bình thường, thường xuyên xảy ra với đa số nhé. Cho nên mới phải tu, mới phải có thầy, phải có sự hướng dẫn, phải khép vào kỷ luật, phải khép vào giới, phải khép vào cái đó, lớn tự ở những thứ đó, may ra mới có cơ hội. Chứ còn không có dễ dàng thế nào. Mà phần tưởng thì vô cùng xứng đáng, nó cũng chỉ dành cho những người mà có nhẫn nại, tham nhẫn, kiên trì, kiên nhẫn, dũng cảm. Các vị hiểu cho cái đó. Để có câu trả lời chung cho những câu hỏi thì đấy là cái sự muốn nhắn tới các vị là cần phải có. Thứ nhất, trong cái thực hành thứ niệm xứ thì các vị căn cứ vào cái nội dung kỹ thuật phương pháp thái độ thực hành đó mà tóm lại trong ba câu là cái gì, như thế nào và nhìn gì. Còn trong cuộc sống hàng ngày giải tỏa tất cả các loại câu hỏi khác tất tần tật trên đời từ lớn đến nhỏ, các vị đem tứ thánh đế ra làm ánh sáng so sánh những việc đó, nhìn lại đó, đem bát thánh đạo ra để so sánh theo cái góc độ đó, xem nó có phù hợp với cái nhìn nhận đó không. Nếu mà theo cách nhìn nhận của tứ thượng đế thì nó như thế nào, và chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Thứ chắc chắn là câu trả lời và chắc chắn là đúng.
Nếu quý vị dùng ánh sáng của, chứ còn các vị chỉ biết học tứ diệu đế bát thánh đạo để mà biết, để mà tranh luận với nhau, để mà chia sẻ, chả có các vị biết. Một cái điều như hôm qua sư đã nhắc quý vị đó, khi các vị mà áp dụng nó, ví dụ trong trường hợp là tu tập tứ niệm xứ bằng cái cách nào để thực hành bát thánh đạo, thì trong lúc tu thiền tứ niệm xứ là đã thực hành bát thánh đạo rồi, đúng không? Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta đã giữ giới trọn vẹn rồi đó, có khi trong cái thời khóa thiền này đó, là chúng ta được thọ giới, chúng ta giữ giới, giới luật của chúng ta là nó tương đối ổn. Và chúng ta bắt đầu làm sao? Phát khởi cái gì? Bắt đầu có niềm tin, và chúng ta tin vào giáo pháp, và chúng ta bắt đầu thực hành giáo pháp, thực hành pháp hành. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta bắt đầu làm sao? Phát triển gì? Chánh niệm. Việc đầu tiên mà chúng ta được yêu cầu là phát triển chánh niệm. Sau đó khi biết chánh niệm là gì rồi đó, và chú tâm đến các hiện tượng đối tượng nào rồi đó, là sự chuyển động rồi, thì các danh sắc thể hiện trên, xuất hiện trên thân tâm chúng ta đó, thì chúng ta bắt đầu làm sao? Yêu cầu chánh niệm. Thì bước tiếp theo của sau những yêu cầu chánh niệm, cơ bước chánh niệm, thì chúng ta cần phải làm sao? Liên tục giữ cái chánh niệm đó, tinh tấn. Và muốn liên tục thì phải có tinh tấn. Không có tinh tấn có thì không liên tục được đâu. Có phải vậy không? Hướng tâm đến đối tượng là niệm thần, giữ tâm trên đối tượng bằng cái sự chánh niệm, giữ tâm bằng cái sự tinh tấn trên đối tượng, tức là có chánh niệm và có trả sát trên đối tượng, có tầm, có tứ, có chánh niệm, có tinh tấn. Thì đấy là cái gì? Yếu tố để phát triển cái gì? Nhất tâm niệm nó xuất hiện, định nó xuất hiện. Và khi định xuất hiện thì đồng thời chúng ta thấy hiểu rõ bản chất như thật của các hiện tượng trong quan sát, thì đấy chính là tuệ, tức là chi kiến đúng đắn thấy sự vật như nó đang là. Khi có, tức là có chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định có mặt, thì chúng ta thấy sự vật như nó đang là, tức là chánh kiến. Khi có chánh kiến thì đương nhiên để chúng ta sẽ có chánh tư duy, chúng ta có lìa dục ly tham, đúng không? À, không còn tà kiến, như vậy là chánh tư duy có vô sân, vô hại, vô tham, vô sân, vô hại. À, cái chánh tư duy nó có mặt, chúng ta không có không làm những cái việc đó, tư duy hướng những cái hướng cái điều đó, như vậy là chánh tư duy cũng có mặt. Như vậy là ở đây có những nhóm gì? Chánh định, chánh tư duy có mặt, mà trước đó là do có gì? Chánh định, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là giới nó đã trọn vẹn. Tức là giới định tuệ lúc đó trong từng sát na chúng ta tu tập tứ niệm xứ, đó là chúng ta đang tu tập gì? Bát thánh đạo. Đấy là trong thời hành thiền nhé. Tu tập bát thánh đạo đang, tức là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ chúng ta đang vô cùng. Và đây là con đường duy nhất dẫn đến niết bàn. Thế còn trong dòng cuộc sống hàng ngày đó, thì chúng ta tu tập bát thánh đạo như thế nào? Thì chúng ta phải tùy cái từng hiện tượng đấy, chúng ta phải vận dụng để xem xét, áp dụng cái ánh sáng, cái tư tưởng, cái cách nhìn của bát thánh đạo. Như hôm qua một cái ví dụ rất đơn giản đó, vì cái xác định là cái người tốt cạnh mình như thế nào là người tốt, những người nào là thiện trí thức, những người nào có thể giúp mình, đồng hành cùng với mình trên con đường như thế này đó. Nếu các vị mà chỉ thấy là người đó tươi cười với mình, vui vẻ với mình á, rồi thì cho mình thức ăn, cho mình thuốc, thì cái đó là quá ít, quá yếu, không đủ. Các vị phải dừng đó, phải xem cái người đó chánh kiến như thế nào, có niềm tin không, có chánh tư duy không, hay là mình cũng vui vẻ vậy như mình với mình rồi thôi, đối với người khác thì chả làm sao cả, cứ tìm cách hại người khác, nói xấu người khác, ví dụ đấy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không có, nhưng mà đối với mình vẫn tốt, vẫn tử tế đấy chứ, có phải không? Ta gặp những người đó nhiều lắm, nhưng người ta không có giữ giới, người ta tốt cho mình, nhưng người ta về sắc xanh, người ta bia rượu, nhưng người ta vẫn tốt với mình, đúng không? Thì đấy, đối với đấy là cái bạn, đấy là người có thể tốt một hai phương diện, nhưng không phải là bạn đạo tốt đối với chúng ta. Đó. Rồi thì chúng ta phải xem có chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, con người đó có hay phóng dật không,
nó bình tĩnh không, nó bình tĩnh không, nó kiên trì đeo đuổi cái mục tiêu thấy khó thì là bỏ thôi. Ví dụ như ta học được gì ở đó, tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh hiểu, tránh nạn, tránh liệu, tránh kinh thật khó không, không có nên thôi. Đức Phật nói các vị, nếu mà các vị tránh xa những người xấu, người ác đó, khi không tìm được người bằng mình và hơn mình ấy, thì thà đi một đường còn hơn. Các vị có nhớ câu đấy không? Nhưng mà nhiều người thì không chịu câu đấy. Các bạn, những cái người kia, người ta nghèo, người ta khổ, người ta khó khăn, người ta xấu đấy, thì không ai giúp người ta, thì bao giờ người ta mới giác ngộ giải thoát được? Có phải vậy không? Các vị có hay nghe cái câu đấy không? Hả? Rồi thì bảo các vị ích kỷ, chả quan tâm đến người ta, thì cả chỉ biết mỗi mình. Có phải vậy không? Thế các vị trả lời như nào? Thế chẳng nhẽ cái lời của Đức Phật nói là sai? Các vị tin vào Phật hay tin vào những người kia? Nếu các vị có niềm tin vào Đức Phật thì các vị phải cố hiểu cái lời Đức Phật dạy. Chúng ta phải phân biệt rằng là cái người mà xấu đó không bao giờ chúng ta làm bạn. Dứt khoát như vậy đi. Thà đi một mình còn hơn. Nhưng không làm bạn không có nghĩa mình không giúp người ta. Không có lòng từ bi hỷ xả đối với người ta. Có điều là chúng ta giúp, chúng ta bi mẫn, chúng ta từ bi hỷ xả với người ta, nhưng dứt khoát không kết bạn. Kết bạn nó là khác chứ. Giúp đỡ nó là khác chứ. Chúng ta có thể giúp nhưng không kết bạn được không ạ? Tại vì kết bạn làm sao? Quý vị tham, quý vị muốn giúp người ta, nhưng mà chưa chắc quý vị đã giúp được người ta đâu. Các vị bị người ta kéo xuống đó, thứ ba cái hồi người ta cứ kể chuyện kể lể các chuyện này nọ là các vị dính theo lùi liền đó. Hả? Các vị cũng tham sân si cùng họ luôn đó. Đừng có nghĩ là mình cải thiện cải tạo người ta nhé. Mình đang ở trong vũng bùn này mà đòi nhất người ta khỏi vũng bùn là hơi khó đó. Đức Phật chỉ rõ cái ví dụ đó trong kinh điển. Đang ở trong bùn thì cố mà thoát khỏi đống bùn đó rồi hãy kéo kia không thể khác. Trong bùn thì mình cứ kéo người đồng hầu nữa, người ta kéo mình xuống luôn. Thế nên chúng ta phải đặt niềm tin vào lúc lời Đức Phật và hiểu đúng đắn cái lời Đức Phật. Làm bạn không có không có nghĩa là mình không giúp đỡ, không có từ bi hỷ xả, không chỉ bảo cho người ta. Nhưng chỉ giới hạn trong cái mức độ đó mà thôi. Chứ không có kết bạn, kết bạn là kết bạn. Cùng sống, cùng chết, cùng chung lý tưởng, cùng chung đồng hành nhé. Và đến những cái mức độ cuối cùng ấy, đến cái giai đoạn cuối cùng của mình ấy, giác ngộ là các vị phải đi một mình. Ngay bản thân sư cũng vậy thôi. Tôi vừa có cái mắc cái chuyện là nó thỉnh thoảng nó cứ đau ở bên sườn trái, mà hình như là cứ mỗi lần ăn có trứng ở một này, sau đó uống cà phê thì là đau phải. Biết rồi đấy. Nhưng mà nhiều lần sư bảo chưa chắc đâu. Đúng là nhiều lần như vậy. Nhưng mình nếu bình thường, nếu mà như người xưa ấy, là cứ tin sái cổ là chắc như vậy thôi, từ này chúng ta đừng có uống cà phê, đừng ăn trứng, đừng hút nữa. À, cũng được, cũng sao. Nhưng mà xưa thì có cái tính là chẳng có bao giờ tin ngay cái gì hết á, kể cả bản thân mình. Thì xưa thì làm sao? Thì quan sát. Thì thấy con ông cũng ăn trứng, cũng uống cà phê, nó chả thấy đau gì. Cái chứng tỏ là nó còn nhiều nguyên nhân khác. Không phải, đúng không? Có nhiều người đấy, ăn đi ăn một bữa, ăn hải sản, ăn tôm, về đi ngoài tào tháo đuổi chết cha chết mẹ, lần sau cạnh đến già không bao giờ tôi ăn tôm nữa nhé, vì cái tôm nó làm cho chúng tôi tiêu chảy. Cái suy luận của mình nó vậy đó, thường theo cái kiểu như vậy, cứ nghĩ cái gì nó là cái nguyên nhân như vậy. Có người thì răng thì lung lay thật sự lớn già già chút dặn lưng này còn thiếu canxi nữa, còn thiếu canxi có thể bổ sung canxi. Là tất nhiên là chắc nhiều lý do đâu phải thiếu canxi. Các vị cứ tự làm bác sĩ mình, vẫn cứ nói đi nói lại là bác sĩ ấy cũng là chỉ đánh bò thôi, mặc dù nó có chuyên môn. Vì sao những bệnh khó toàn hội chuẩn đây? Tại vì các vị có nói đúng đâu, có 2-3 người hội chuẩn rồi sao, kê toàn thuốc rồi sao, 5 ngày sau khám lại nhé. Tại vì sao? Nó chắc đúng đâu, đem ra thử nghiệm cái đã. Chúng thì chúng, kế tiếp
không trúng thì sao? Kề tòa khác. Kề tòa khác mà không trúng thì sao? Kề tòa khác tiếp nữa. Rồi cứ luân chuyển hết bệnh viện này đến sang bệnh viện khác. Từ Việt Nam sang đến tận Mỹ cũng vậy thôi. Nhá, có cái bệnh cũng chưa được đâu. Cái nghiệp biết cũng chưa được đâu. Nếu chưa được thì các nhà tỷ phú chẳng ai chết. Chẳng ai chết sớm thế. Thì tâm có bị nữa. Cho nên đừng có tin vào những cái nó nói trong đầu mình. Nói như vậy cũng có nghĩa là cũng nên không nên cực đoan quá, không tin cả bác sĩ. Bác sĩ ít nhất là hiểu được mình về cái trường hợp chuyên môn đó nhé. Nhưng mà cũng không tuyệt đối 100% đâu nhé. Không 100%, nó bị phải hiểu như vậy. Thì đấy là cái mà chúng ta đấy là nói những trường hợp mà có những cái hiện tượng nó xảy ra trong thân tâm đó, thì chúng ta phải quan sát nó và không coi nó là quan trọng, không có sợ hãi. Các vị đi tu ấy mà các vị còn bám một cái thân này, các vị trù, các vị phải buông bỏ cái tâm này, cái thân này. Thân này chỉ là cái đống, cái thùng phân di động, cái bít đi thối trong toàn phân nước tiểu, bệnh tật, kiểm não. Trong kinh nó đầy đủ những cái bài kinh như vậy. Nên các vị học cách buông bỏ bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ, buông bỏ bằng trí tuệ. Tức là nói làm sao nó chỉ danh sách thôi, đừng giờ hợp lại. Nếu ít nhất chúng ta phải tin vào cái lời Phật dạy, nó chỉ là danh sách tổng hợp lại, nó sinh, nó diệt và đến thời kỳ chúng ta nói vậy. Được không? Chúng ta cứ phải tác ý như lý tác ý dần dần. Nó ngấm sâu vào rồi tự mình nhận ra cái điều đó, tập trung cái điều đó thì nó sẽ buông bỏ được thật sự. Còn bây giờ ít nhất các vị phải như lý tác ý. Còn các vị mà cứ tác ý khi như lý tác ý rằng đây là ta, đây là của ta, đây là ta của ta, muôn đời các vị không bao giờ giải thoát, chẳng có cách nào giúp cho các vị. Ít nhất các vị phải như lý tác ý để mà quan sát đã. Còn chưa thấy được thì đành chìm rồi, phải tiếp tục quan sát. Nhưng mà đừng có buông cái như lý tác ý ra. Buông như lý tác ý ra các vị không bao giờ có được phát. Nên phải luôn luôn có như lý tác ý. Như lý tác ý là sao? Như lý tác ý là sao? Như thế nào là như lý tác ý? Như lý thì có đó là như lý, tức là chân lý. Tác ý là hướng tâm vào theo cái hướng đó, hiểu theo cái nghĩa đó của cái chân lý của ánh sáng đó. Cái chân lý ánh sáng đấy là gì? Tứ thanh tế đó nhé. Như thế là ánh sáng, là chân lý đó nhé. Tất cả các vật giác ngộ đều giác ngộ giải thoát, đều là giác ngộ tứ thanh tế cả. Bây giờ chúng ta giác ngộ được tứ thanh tế, giác ngộ được cái khổ đế đó bằng mắt thánh đạo đó, giải thoát chúng ta đang ngộ, có vậy không? Cho nên các vị đừng có đi tìm đâu xa, nó tất cả nó ở trong tứ thanh tế hết nhé. Nhưng mà nhắc lại, phải như lý tác ý, có nghĩa là phải như tứ thanh tế. Đây là khổ đó, có phải không? Khổ nó lùi lùi đấy, chả bây giờ chịu chấp nhận, chả bây giờ chịu thừa nhận nó là chân lý. Chỉ có thấy kêu ca chỉ muốn trốn nó thôi. Ngồi thì muốn hết đau, ăn thì bệnh thì muốn hết, chữa bệnh. Đương nhiên cứ ăn, cứ uống, cứ chữa bệnh không có sao hết á. Nhưng mình hiểu đấy là cái bản chất rồi. Mình cứ tạm thời vậy thôi. Nếu mà hiểu được như vậy thì yên rồi. Nó chết đến cũng yên tâm rồi. Cái chết nó đến, cái đau nó nhức nó đến yên tâm rồi. Có gì đâu. Nhưng mà để đến được cái đó thì phải thường xuyên, phải vun bồi. Không tự nhiên nó có được đâu. Nhưng mà cái mà văn tuệ và tinh tuệ thì các vị biết vậy thì các vị thuộc lòng rồi. Vấn đề các vị có thực hành để cái đấy nó thấm vào không? Mà cái đó nó thấm vào là từng giây, từng phút, từng sát na một cái này. Mắt nhìn thấy cái gì? Các vị đang nhìn thấy cái gì? Hả? Các vị đang nhìn thấy gì? Hả? Nhìn thấy sư à? Hả? Các vị hãy nhìn lý tác ý đi. Đấy không phải là ông sư dân thuốc đâu. Đấy là một cái tổ hợp vũ vật đó. Hả? Nó đang hoạt động, nó đang vận hành theo cái nghiệp lực của nó đó. Nó đang phát ra lời nói đó. Hả? Từ xưa đến nay thì chúng ta vẫn nhìn thấy người đó. Cái người đó là cái gì? Chân lý chế định đó. Nó không có thật. Nó chỉ là khái niệm đó. Nếu gọi đây là người thì đây có phải người không? Nếu đây là người, đây là người thì sao lại khác nhau? Hả? Nó sắc khác nhau thì sao đấy là người kia cũng là người? Hả? Đây là người kia cũng là người. Khác nhau lẻ lẻ như vậy.
mà lại bảo vẫn là người. Thế có phải là cái điều vô lý không? Mà từ xưa từ bé đến lớn chúng ta toàn tin vào điều vô lý thôi. Vậy chúng ta phải thêm cái gì như thật vào, rằng là đó là ngũ uẩn nó đang sinh diệt, danh sắc đang sinh diệt, thêm cái đó vào. Cứ dần 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 nó cân đối, nó cân bằng lại với cái tục đế và chân đế. Và chúng ta cũng không cố chấp vào cái sau khi đã bám vào chân đế rồi, nhiều người lại bám chặt vào cái không đó. Bám có đã đành, đã khổ rồi, bám không còn tệ hại hơn nữa. Bám vào không còn tệ hại. Trong cái quyển là trong cái cuốn tài liệu của sư Tuyển Trọng với các bài pháp của Đức Phật đó, có cái bài nói về cái đó, thế gian chất vào có và không đó là không đúng, không Đức Phật tuyệt đối và được trung đạo. Theo cái nghĩa khác có hai cách, có cái cách thứ nhất trung đạo là không bám vào cực đoan dục lạc và hành sát, đúng không? Đấy, cái trung đạo mà ở đây ngài nói trong Đức Phật này sư cũng đưa lên thế mà ít người đối diện cho mình, tức là trung đạo theo nghĩa là không bám vào không và có. Như vậy là chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ phải thực hành cái điều đó. Thì giờ đã hết rồi, còn rất nhiều câu hỏi. Tiếp rằng chúng ta không có để giải đáp thì cũng phải chấp nhận thôi. Cuộc sống không bao giờ như chúng muốn mình được. Mặc dù chúng ta đã cố gắng làm hết sức mình rồi, thì như thế nào thì chúng ta cũng hoàn thành những cái điều đó. Thì chúng ta tạm dừng ở đây.